Các bạn thân mến, trước mắt chúng ta là hình ảnh của một cây sung. Tác giả là Đặng Xuân Cường, hay là còn gọi là Cường Họa Sĩ. Đây là một trong cây sung có 102 tại triển lãm này. Chúng ta cùng xem tác phẩm cây sung có tựa đề Ngọc Thụ Huyền Quang, tác giả Đặng Xuân Cường, Hà Nội. Đặng Xuân Cường, hay là còn gọi là Cường Họa Sĩ, cây có dáng đổ rất đẹp. Mặc dù là thân lớn nhưng mà cái đường gấp khúc, đấy, cái đường chuyển của thân ấy, chúng ta nhìn vô cùng mềm mại. Chắc chắn là đây là cây xanh có 102, không đụng hàng. Đường chuyển của thân rất ấn tượng, rất đẹp. Các bạn cùng xem lại hình ảnh của cây này một lần nữa. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.